Xin chào tất cả quý vị, chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh Củn TV. Và ngày hôm nay thì Phương Nhung sẽ tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị những câu chuyện ly kỳ, thú vị và đầy sự huyền bí. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà trong thời gian vừa qua thì Nhung đã được kể một câu chuyện về vùng Thất Sơn. Và Nhung cũng cảm thấy rằng vùng Thất Sơn là một cái vùng đất mà ở đó có rất nhiều những điều huyền bí, tâm linh. Nhìn riêng ở vùng Thất Sơn mà nhìn chung thì cả vùng đất An Giang. Điển hình như là một câu chuyện tiếp theo mà Nhung muốn chia sẻ đến cho tất cả quý vị. Đó là câu chuyện mà Nhung nghĩ rằng dù đã trải qua một thời gian rất là dài rồi, hơn 50 năm, nhưng mà hầu như khi mà câu chuyện này xuất hiện thì nó đã làm ra một cái tiếng vang rất là lớn và hầu như là ai cũng một lần được nghe nhắc đến. Đó là câu chuyện về xác cậu rủ ở vùng An Giang. Đây là một câu chuyện mà Nhung đã được nghe và đã được một lần đến đó trải nghiệm và gặp và được rất là có hữu duyên á, để gặp được người nhà để họ kể lại cho Nhung tường tận về câu chuyện này. Theo như người nhà kể lại thì khi mà cái câu chuyện này xuất hiện thì trong gia đình cũng như là các cái vùng lân cận á, cũng đến đó để mà tìm hiểu cũng rất là nhiều, nhưng mà hầu như cũng chưa tìm ra được nguyên nhân tại vì sao. Cụ thể câu chuyện mà Nhung được nghe kể lại như thế này thì Nhung xin được phép gọi cậu á, là cậu, bởi vì theo như gia đình thì tất cả mọi người đều gọi cái vị này là cậu, đó chính là cậu rủ. Nhung xin được phép được gọi như vậy. Bởi vì khi mà cậu mất đi thì lúc đó cậu được 18 tuổi và cái chết cũng rất là đột ngột. Và khi mất đi như vậy thì gia đình cũng đem đi an táng. Sau khi an táng thì gia đình bắt đầu được cậu về báo mộng. Và báo mộng liên tục cho đến ngày thứ 3, thứ 4 gì đó thì gia đình mới quyết định là đào mộ cậu lên. Bởi vì theo cái giấc mộng thì cậu báo với người nhà là mình chưa chết, cho nên là người nhà hãy đào mộ mình lên, bởi vì mình còn sống mà. Lúc này thì một phần là người nhà, nhất là mẹ của cậu thì nghĩ là do mình quá đau thương vì mất đi người con, cho nên là cứ nghĩ là mình mơ mộng hão huyền. Nhưng mà không có ngờ là cái giấc mộng đó nó cứ lặp đi lặp lại, và đến ngày hôm đó là quyết định đào mộ cậu lên. Sau khi đào mộ cậu lên thì mọi người rất là bất ngờ, bởi vì khi đã chôn cất được mấy ngày rồi nhưng mà khi mà đào mộ cậu lên thì cậu vẫn giống như là đang nằm ngủ, chứ không phải là một cái thi hài. Khi đó thì gia đình cũng rất là ngạc nhiên và cũng đi tìm hiểu rất là nhiều, nhưng mà vẫn không tìm ra cái đáp án. Vì thế cho nên là vẫn để thi hài của cậu ở trong nhà, vẫn để ở trong nhà, và hàng ngày thì đổ nước để mà cậu uống. Cái điều mà làm mọi người vẫn giữ một niềm tin là cậu còn đang sống là vì ngày nào đổ nước thì cậu cũng uống hết. Tức là lúc đó cái quan niệm của dân gian á, người ta nói là đổ nước mà không chạy nữa thì là cái người đó là xác nhận là đã chết. Là đổ nước không chạy tức là nó không uống vô đó mọi người. Thì Nhung được nghe cái từ của địa phương gọi như vậy. Thì qua mấy ngày liên tục thì cậu vẫn uống nước hết. Nhưng mà khi mà đào cậu lên, có một điều làm cho mọi người tin tưởng là cậu còn đang sống nữa, là khi đào mộ cậu lên thì cái thi hài của cậu á, lúc đó là trên tay có một cái vết bị kiến đục. Người nhà, cái cô đó kể lại cho Nhung nghe là kiến đục. Thì lúc này mẹ của cậu mới dùng thuốc để mà sức lên cái tay của cậu. Một cái điều rất là bất ngờ nữa, đó chính là khi mà sức thuốc lên thì cái tay của cậu lại liền lại. Đó là một điều mà phải nói rằng làm cho cái niềm tin của người mẹ càng lớn, là nghĩ là cậu vẫn còn sống, cho nên thi hài của cậu vẫn được để một cái nơi rất là trang nghiêm ở trong nhà luôn, để nuôi dưỡng một cái hy vọng là cậu vẫn sống. Trải qua ngày này đến năm khác thì cứ như vậy, đến cho đến lúc mà
mẹ của cậu mất, rồi đến ba cậu mất, thì cái nhiệm vụ này giao lại cho cái người anh trai đó, giao lại cho cái người em trai, Nhung xin lỗi, giao lại cho cái người em trai của cậu. Thì cái người em trai này vẫn tiếp tục canh giữ cái thi hài, vẫn tiếp tục canh giữ. Thì theo ông quan sát thì đổ nước vẫn uống, và tóc thì vẫn dài ra, móng tay vẫn mọc ra, nhưng mà không sống lại. Đến nỗi mà những cái nhà khoa học cả ở trong nước và lẫn ở ngoài nước đến tìm hiểu và muốn giống như là muốn nghiên cứu, nhưng mà nghiên cứu vẫn chưa tìm ra giải đáp, cho đến ngày hôm nay thì đã hơn 50 năm. Và hiện tại thì cái người mà đang canh giữ cái thi hài của cậu đó chính là em dâu của cậu. Và cái cô này thì cũng đã ở trong nhà, bởi vì là người em dâu này cũng ở trong nhà và canh giữ cái thi hài của cậu cho đến ngày mà chồng cô mất. Rồi bởi bây giờ là đến bây giờ là cô vẫn canh giữ luôn. Và khi mà Nhung đến đó cách đây vài năm, Nhung đi đến đó năm 2018. Nhung nhớ là đến đó năm 2018 thì theo lời cô kể lại, và Nhung được rất là may mắn và hữu duyên để được đến tận nơi và viếng tận nơi luôn cái quan tài, và được thắp nhang viếng cậu. Đó là cái quan tài khi mà đặt ở cái vị trí là song song với cái hành lang của nhà, để mà khi bước vào cái nhà của cô, là khi mà bước vào bên trong thì có một cái nơi, đó là một cái gác rất là riêng để dành để mà để cái quan tài của cậu. Thì cái quan tài đó nó ở trên nó có một cái mặt kính, và thi hài của cậu thì nằm bên trong, và người nhà đã dùng một cái tấm vải để phủ lên cái di hài này. Và khi mà Nhung được quan sát tận nơi thì Nhung thấy rằng do cái thời gian cách đây đã mấy mươi năm cho nên là cái xác đã khô lại, nhưng mà hoàn toàn không bị phân hủy, giống như là một cái xác ướp vậy đó mọi người. Nhưng mà theo như lời gia đình thì không hề, trong nhà không hề thực hiện một cái quy trình ướp xác nào cả, nhưng mà thi hài của cậu vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị phân hủy. Và khi Nhung đứng ở đó rất gần, vẫn không hề phát ra bất cứ một cái mùi hôi nào cả. Bởi vì cái cơ thể con người của chúng ta khi mà mất đi, và trong quá trình đó thì sẽ bị phân hủy và sẽ phát ra cái mùi hôi, cái mùi tử thi. Nhưng mà ở đây là hoàn toàn không có. Cho nên là phải nói đây là một cái điều mà rất là huyền bí. Và kể cả những nhà khoa học khi mà họ tìm hiểu, họ nghiên cứu vẫn chưa tìm ra cái lời giải đáp chính xác nhất cho cái vấn đề này. Và khi Nhung đến đó thì Nhung thấy là phía trên cậu là một cái bàn thờ Phật, và cậu nằm kế cái bàn thờ Phật. Và cái quan tài của cậu á, thời gian trước khi mà để á, là nó nằm song song với cái hành lang bước lên, nhưng mà đến thời điểm mà Nhung đến thì cái quan tài nó xéo về một góc như thế này. Đó là chính xác tận mắt Nhung chứng kiến luôn, là quan tài xéo như thế này. Thì Nhung có hỏi, Nhung hỏi cô là vẫn gọi là cậu luôn, cô vẫn gọi cái vị này là cậu luôn. Bởi vì cô chia sẻ thì tất cả những cái người trong gia đình cũng như là dòng họ cũng đều xưng hô như vậy, bởi vì họ đặt một cái niềm tin về sự tâm linh rất là lớn. Theo như Nhung thì khi mà cô nói điều này thì Nhung hoàn toàn tin tưởng, bởi vì cái sự việc này Nhung thấy đó là một cái điều rất là tâm linh, rất là thiêng liêng. Và khi mình trở lại cái vấn đề cái quan tài, và cái quan tài khi đặt thì nó xéo như thế này, thì Nhung có hỏi là tại sao mình lại đặt xéo như vậy. Thì cô trả lời cho Nhung biết là trước đây là để thẳng như thế này, song song như thế này, nhưng mà qua một thời gian thì cái quan tài này không ai đụng đến hết, nhưng mà nó lại xéo qua, tự động xéo qua luôn, xéo qua lệch về một góc như thế này. Thì cái vấn đề này cũng không ai giải thích được. Và người nhà như cô là cái người ở cận kề để mà trông, để mà giữ cái thi hài của cậu thì cũng không hề biết là lý do vì sao luôn. Và khi mà Nhung đứng lên đó thì Nhung thấy xéo như thế này thì Nhung cũng không biết làm thế nào để có thể giải thích được vấn đề này. Và Nhung rất
là tin tưởng cái sự huyền bí, cái sự tâm linh của cái vấn đề này. Và khi mà được nghe cô kể lại thì cô nói rằng khi mà được cậu về báo mộng thì gia đình lúc đó đã chưa có thể nào mà tin tưởng liền để mà đào mộ cậu lên, để mà để qua mấy ngày thì đào lên thì chứng kiến cái sự việc như vậy. Và trải qua cái quá trình thời gian như vậy mà cái thi hài của cậu vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày hôm nay. Và theo như Nhung được biết thì cũng có rất nhiều những thành phần là những người mà họ tin tưởng về tâm linh á, họ cũng đến đó để xin được viếng cậu, rồi để xin được thắp một nén nhang. Nhưng mà do cái quá trình mà cái người mà họ tin tưởng tâm linh nhiều á, họ đến đó để mà viếng cậu cũng rất là nhiều, cho nên là gia đình đã hạn chế những cái người lạ để mà vào đó để mà thắp nhang viếng cậu, vì rất là nhiều những lý do. Mà bên cạnh đó thì những lý do riêng tư, những lý do khác thì Nhung xin được phép không nhắc đến. Nhưng mà theo như Nhung nghĩ thì do là cái quá trình mà thờ cậu như vậy thì người ra kẻ vào rất là nhiều, cho nên là gia đình đã hạn chế. Và khi mà đoàn làm phim cũng như là ekip của Nhung đến đó thì cô cũng đã rất là dè dặt. Cô nói là thôi không, đừng có quay phim, đừng có up lên mạng hay là bất cứ vấn đề gì liên quan, bởi vì cô muốn dành một cái sự tâm linh, một cái sự linh thiêng để giữ trọn vẹn như thế, không muốn là mọi người quá ồn ào. Cho nên là lúc đó cô đã không cho phép Nhung quay phim. Nhưng mà với cái mức độ, cái sự tin tưởng để mà mình thuyết phục thì mình cũng có trao đổi được với cô vài câu chuyện. Và một trong những cái mẫu chuyện đó và kể lại những cái quá trình cậu về, cậu báo mộng nè, rồi cậu về, cậu không những báo mộng cho một mình mẹ mà cậu còn về báo mộng cho rất là nhiều những cái người thân họ hàng ở trong gia đình. Nhưng mà có thể là đây là một cái sự kiện để tạo nên một cái vấn đề mà để đến ngày hôm nay có được một cái sự kiện tâm linh ở cái vùng đất An Giang huyền bí này. Và khi mà đoàn làm phim chia tay với cô thì cô cũng có căn dặn rất là nhiều là không cho up lên mạng, không cho chia sẻ những câu chuyện đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì Nhung thấy rằng cũng với cái góc độ của mình thì mình đang nói về một cái sự việc nó tâm linh, nó linh thiêng như vậy, chứ Nhung cũng không sử dụng những cái hình ảnh lúc đó để nói chuyện, để giữ cái lời hứa với cô. Và mong rằng là Nhung cũng có một cái dịp nào đó để Nhung quay trở lại và được đến thăm gia đình cũng như là chia sẻ những câu chuyện như thế này. Nhung thấy thì theo như Nhung thấy thì với cái góc độ một cái người đến cái vùng đất An Giang như một du khách thì Nhung thấy ở đây phải nói là chứa đựng rất là nhiều những điều huyền vi nè, những cái điều tâm linh mà có thể nói là chưa có những cái lời giải đáp nào mà chính xác cụ thể cho cái sự việc này. Và Nhung nghĩ rằng nó cũng sẽ là một cái câu chuyện kéo dài và thu hút rất nhiều sự quan tâm. Và đây là một cái lời mà Nhung đã đến tận nơi được nghe, được chia sẻ, được trao đổi tận nơi với gia đình luôn. Cho nên đây là những cái thông tin mà Nhung muốn nói thêm để mọi người có thể có thêm những điều hiểu biết về cái câu chuyện này một cách chính xác nhất. Đây chính là câu chuyện của ngày hôm nay mà Nhung muốn chia sẻ đến cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi kênh Quỳnh TV. Và mong rằng tất cả quý vị hãy luôn ủng hộ Phương Nhung cũng như là kênh Quỳnh TV để Nhung có thêm nhiều động lực để mang đến cho tất cả quý vị những câu chuyện tiếp theo hấp dẫn, thú vị và ly kỳ hơn nữa. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Còn bây giờ, Phương Nhung xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt tất cả quý vị. Và nếu như tất cả quý vị yêu mến và muốn lắng nghe những câu chuyện mà Phương Nhung kể, tất cả quý vị hãy ấn subscribe theo dõi kênh của Nhung, cũng như là có những cái điều mà ly kỳ huyền bí cũng như là những sự việc nào mà quý vị cho rằng đó nó có hấp dẫn, thú vị, quý vị có thể comment ở bên dưới video này để Nhung có thể theo dõi và Nhung tìm hiểu những câu chuyện như thế để chia sẻ nhiều hơn đến cho quý vị khán giả. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và ngay bây giờ chúng ta hãy tạm chia tay, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.